Thưa quý vị, quá tuyệt vọng khi hệ thống y tế sụp đổ giữa đại dịch, nhưng người Ấn Độ đặt hết niềm tin vào thầy Pháp với những phương thức chữa bệnh phản khoa học. Tuy nhiên, họ không biết rằng họ đang đặt cược mạng sống của mình và người thân khi giao phó tính mạng cho thầy Pháp bởi họ tin rằng COVID-19 là do linh hồn ma quỷ gây ra. Gần đây, một số bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng bị bỏng phân bụng. Và thầy pháp đã dí miếng sắt nung nóng vào người họ để trị bệnh. Nhiều người dân địa phương đã tìm đến các phương pháp để chữa trị truyền thống nhưng không có kết quả. Cuối cùng họ nhận ra rằng mình cần trông cậy vào đội ngũ y bác sĩ. Trước hoàn cảnh chết chóc mùa vây, người dân của bang Bengal vẫn đi bỏ phiếu khiến dư luận lo ngại nơi này sẽ trở thành tâm dịch mới của đất nước. Thẩm phán và thượng thẩm cho rằng Ủy ban bầu cử Ấn Độ nên buộc tội giết người vì cổ động bỏ phiếu khiến dịch bệnh có cơ hội lây lan. Đại dịch Covid-19 đang càn quét khắp Ấn Độ, khiến số người mắc bệnh và tử vong liên tiếp phá kỷ lục theo từng ngày, gây ra thảm kịch đáng sợ chưa từng có. Thế nhưng có một ngôi làng ở Ấn Độ vẫn chưa từng ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào nhờ vào cách chống dịch tương tự như Việt Nam đang làm lâu nay. Ngôi làng Chikhala ở Bang Mahia Pradesh đã cho triển khai sớm công tác phòng chống dịch bệnh và từ đó ngăn chặn được nguy cơ lây lan của đại dịch COVID-19. Ngay cả khi làn sóng COVID-19 thứ hai tấn công Ấn Độ, người dân sinh sống ở ngôi làng vẫn hoàn toàn miễn nhiễm. Tất cả là nhờ công sức của những người phụ nữ trong làng. Họ đóng vai trò là người bảo vệ khi giám sát chặt chẽ mọi hoạt động ra vào trong khu vực, cầm trên tay những thanh gậy gỗ, đi theo từng nhóm, những người phụ nữ ngăn không cho người lạ vào trong làng cũng như áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn để giúp người dân địa bàn tránh xa nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Những người dân trong làng cũng không cần phải tự đi ra khỏi nơi sinh sống để làm việc quan trọng mà thay vào đó sẽ có hai thanh niên đảm nhận làm thay cho mọi người. Cách chống dịch này tương tự như việc phong tỏa những nơi có người mắc bệnh, giãn cách xã hội làng với làng xã với xã mà việt nam đã từng áp dụng